Мне предстоит. Предстоит. Давай. А у меня кот. Это кот. Cao. Chính thế là đúng, để phòng contra được. Tương đối nhanh đúng không? Mặc dù hụt quả bóng rồi nhưng vẫn quay lại ngay. Để ghi ra tương đối nhanh. Bravo Doni. Xong vào trong nhé. Doni vào trong tiếp đi. Centrina. Bravo. Bravo Doni. Yeah, huh?